Mình chào các bạn chị quay lại với kênh Năng Cho Thông Tin TV nha. Lại là em đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay trên chỗ khu vực nhà em, ngay chỗ kho phế liệu nó bị cháy nha các bạn chị. Sẵn đây chạy lên xem thử coi cháy như thế nào mà. Nghe bảo đám cháy này cháy to lắm các bạn chị. Cả một cái xưởng này cháy hết rồi. Thì hôm nay em sẽ lên đây xem đám cháy này, mà nếu tí nữa vào trong kia mà đột nhập vào được mà xem thì em sẽ quay cho các bạn chị cùng xem nhé. Đây là khu vực bầu 4 tầng nha các bạn chị. Trước mắt nó bị bầu 4 tầng nhưng mà mùa này thì hết nước rồi. Mùa khô rồi hết nước các bạn chị. Đấy, lượng khói vẫn đang lên nghi ngút trên nha các bạn chị. Nghe bảo đi vào trong đây người ta không cho quay. Nhưng mà không biết thế nào, để em sẽ cố gắng đột nhập vào bên trong thì có thế nào nhé. Anh chữa cháy vẫn đang miệt mài chữa cháy bên trong đó, mà lượng khói thì nó bay lên tút trên trời cao các bác chị. Hỏi các bác chị nhìn thấy khói chưa, khói còn ngút lên nhé. Nó lượng khói nó bay ra trong trong đó ra nhiều những bác chị. Đấy, các bạn chị nhìn thấy khói chưa? Khói trong đó nghi ngút luôn. Rồi, bây giờ em sẽ cố gắng đột nhập vào bên trong thì có thế nào nhé. Hy vọng người ta sẽ cho quay nhé. Đấy, đi gần vào sát những bác chị nhưng mà không mang cái chống rung lên là nó quay hơi rung, các bác chị coi thông cảm nhé. Đây, em đã đi vào được gần sát rồi này. Đấy, bên trong thì một lượng sương khói mịt mù, không thấy đường gì các bác chị. Cháy hết rồi. Bên này thì đang còn cái máy sắt mới mua về chưa, đang để bên này nên là vẫn chưa bị cháy, nhưng mà sắt này thì cũng không cháy được. Đủ không làm sao chập điện được, cái chập điện mà sao mà cháy được. Bên này thì lực lượng ở phía bên hông nhà này thì vẫn đang tiếp tục chữa cháy nhưng các anh chị, trên thì tôn đã cháy queo hết rồi. Cái xưởng này tương đối là lớn nha các anh chị. Này, em áp sát vào bên trong này. Tiếp tế thêm cái quạt khói, cái quạt khí gì đấy không anh chị. Giảm bớt sức nóng. Bên này mấy anh em vẫn đang mệt mài dập cháy này. Đó, vừa phun nước vừa thổi khí vào. Oxy nha các anh chị, thì mới đeo chống chống ngạt khí mới vào bên trong được, vẫn sâu vào bên trong để mà dập với phun nước được chứ, đứng bên ngoài phun vào thì nó cũng không thể hết được, nên là cũng may có người cái bộ quần áo chống nóng chống độc chống khí. Còn những tấm tôn bị cháy rụi ra thôi.
Cái này cháy thì cũng chưa rõ nguyên nhân vì cháy vì đâu nha các anh chị. Mọi người thì bảo vì cháy do chập điện, mà khả năng là do chập điện. Nên là nhà quý bác anh chị nào ấy thì cũng hết sức cẩn thận nhé. Mới bước sang 2023 có ngày một hai ngày bộ màn đầu năm mới đã xui xẻo được các bác chị. Cái này thiệt hại hơi bị lớn luôn. Phía đằng trước kia nghe mấy anh em đi vòng đằng trước thì bảo là cháy cả hai chiếc ô tô nữa các bác chị. Vì em đang ở phía bên hông nhà bên sau thì nó ra vòng đằng trước, em sẽ quay cho các bác chị nhé. Hy vọng rằng là mấy anh em bên cảnh sát người ta không cấm. Đấy, cái lượng khói vẫn đang lên nghi ngút mạnh nha các anh chị, nên là mấy anh em phải lôi những tấm tôn trong đó ra để mà soi hết ngóc ngách cho nó tắt hẳn luôn. Tại vì những cái cục nhựa này nó đang còn cục nguyên cả tảng, nên là phải dập cho hết trong nó là cháy lại. Cái này là lực lượng chữa cháy ở tỉnh Đắk Lắk về nữa nha các anh chị. Chứ ở Buôn Hồ thì có 1-2 chiếc, nhưng mà không thể dập hết được cái đám cháy lớn này được. Đây là lực lượng công an chữa cháy của tỉnh Đắk Lắk huy động về. Đấy, bên này tăng cường thêm quạt mát cho mấy anh em bớt nóng, tức là thổi khí khí độc đó cho nó bay vào trong phía kia cho có tạp ra ngoài. Đây lực lượng chữa cháy ở đây thấy toàn là những gương mặt trẻ không các chị.
sức nóng mà nó queo lại. Cho nên chưa cháy ở trên phố này đâu. Cháy trên phố này. Sửa nhà đó rồi. Nếu mà ở thành phố thì nhà này sát nhà kia thì thôi á, khó dập. Đây đang lắp những xưa. Thế người ta mới không cho bỏ trong trong khu dân cư đông đúc ra ngoài chợ luôn cho vào. Như 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 có ai cho mua thành phố. Nhiều lâu người ta đổi cái còn thành phố mà còn người này thì có mà hắn thấy hết cả loạt thành phố. Sao nhà nó cửa rồi mắt thấy luôn à, cửa cháy hết thì con gì cửa cháy luôn à, à tháo ra nhìn tao cửa ra cửa nhà thằng này nó hổ vào ăn tao tháo hết nhưng mà tường nó bị tường chắc sập cái gì đâu tường nóng là cái lên giải thì tao không giải hết gì đâu cái nhà sập hết cái gì đâu mà tôn sắt mà nó còn queo rồi đó. Ở bên kia tường nhà 6 kia mà bên kia may có đang có tôn phải tôn cất. Hả? Sẽ sát với nhau rồi nè. Ba sẽ sát. Nhưng mà nên bây giờ nó nóng cửa này thì tường nó cũng nứt rồi, nó cũng nứt hết chứ nào. Nước trên phố về mà cả bốn hồ đây, cả phố. Đây bốn hồ biết ở Đắk Lắk mình đây, ở đây mình có nước không đủ. Mà trên dùng thì trên phố nó mới đầy đủ thông tiện. Em mai rồi. Em có trên phố là nó có nước nặng ở dưới luôn. Anh đi. Anh đi hả? Ý là chở về đây không kịp thôi chứ nước thì thì trên phố về đây mất mấy chục cây thì sao quá không? Thứ này nó cháy, nhanh lắm. Cháy thì nhanh lắm. Hàng nhựa mà, toàn hàng gì cháy? Nước điện là một, nước là hai, là nhanh lắm. Nhưng mà bây giờ cũng phải dập chứ không dập là nó bén lại nó lại lan khắp. Chắc trong đó thì hết sạch rồi. Rồi bây giờ em sẽ đi ra phía đường trước coi có thể quay được thì quay cho các bạn chị cùng xem nhé. Bên trong cái khung nhà nhỏ nhỏ đây vẫn đang còn cái bộ khung. Đấy, phía đằng sau thì mấy anh em vẫn đang tiếp tục chữa cháy. Còn đây là mặt phía đằng trước nha các bạn chị, một dàn xe cứu hỏa luôn. Đi ra phía đằng trước sát mấy anh này luôn có thế nào nhé. Đây, phía mặt trước rồi các bạn chị. Đấy, chiếc ô tô chạy còn khung không à. Bên ngoài này cái đống gỗ hay gì đang còn cháy này. Đấy, anh em vẫn đang tiếp tục một ngày chữa cháy.
Còn cái xe ô tô còn lại cái bộ khung của bác chị chạy sạch trên sân rồi. Nghe bảo hai chiếc. Mà bây giờ em thấy một chiếc ở đây hay là một chiếc xe ô tô con không biết. Còn chơi chọi toàn sắt không? Đây là phía đường ra quốc lộ 14 các bạn chị, hướng về phân ra. Mình ra bên trong mới ra. Đó, bên cạnh đây là cái nhà sắt tường bên cạnh nhé. Bây giờ cháy thì cũng hư hết rồi. Nguồn nước đây thì bà con xung quanh là bắt đầu lấy ống đưa ra để tiếp tế cho cái xe cứu hỏa thì các bác chị. Nhưng mà vẫn không đủ, không kịp được. Đường ống nó tự kéo bên nhà dân sang đấy, xung quanh hàng xóm. Đây là bên trong của nhà bên cạnh này các bác chị. Chạy hết rồi. Dụng cụ chống độc, chống khí. Trước mắt của anh chị đó là toàn những cục nhựa nhé. Nhựa xếp đóng ở bên ngoài này. Bây giờ người ta hất xuống cho nó đổ xuống khỏi cháy. Queo hết này. Nên là trong toàn nó toàn những cái hàng nhựa với hàng đồ này. Không thì nó cháy cỡ nào các bạn chị biết rồi. Rồi tút lên cột điện ten nó các bạn chị, làm ten trên nó mà xịt khói đen trên luôn, cái lượng khói nó cỡ nào luôn. Bên bà con thì đã tập trung đến giúp khân được một mớ đồ trong cái nhà bên cạnh này ra sang bên này rồi nhé. Bây giờ thì đã tiếp đủ nước rồi thì bà con đã rút ống về được các bạn chị. Một số thì chạy xuống dưới cái cầu bên tầng dưới kia lấy nước nữa nhé. Họ có cái máy bơm dưới cái suối đó lên xe. Một số chạy ra ngoài đường kia thì để rút nước ở ngoài mấy cái cây nước ngoài. Bên này thì đang còn một cái kho các anh chị. Bên này thì máy móc, nghe bảo là máy móc nhiều hơn, nhưng mà may là không bị. Bên này một cái kho bên này nữa, bên kia đường một kho. Vẫn tiếp tục đi lấy nước nhé.
bên này chạy xuống dưới suối, dưới kia lấy lên, bên chạy ra Phan Rang lấy. Và khi lấy nước về rồi thì tiếp tục tiếp tế vào trong cái xe trước mặt đó để đẩy nước vào bên trong nhé. Một xe chuyên đi lấy nước và một xe thì ứng tiếp tế để đẩy đi. Vẫn cứ liên tục tiếp nước nhé. Hết xe, xe này về quay đầu lại xe khác lại tiếp tục. Mời đám mày lên mấy lần lên bao á, chứ tưởng có đâu. Mời đám mày lên bao từng đến cũng được. Lại tiếp tục về tiếp. Đây là hệ thống máy bơm của xe cứu hỏa nha các bạn chị. Đấy. Quay bên trong cái xe cứu hỏa cho các bạn chị cứ xem luôn. Hệ thống bơm nước. Bây giờ thì quay lại cái nhà bên cạnh nhé. Nhà này mới xây ở mới chưa được ăn cái Tết. Bây năm nay bắt đầu mới ăn được cái Tết đầu tiên mà lại bị cháy mất rồi. Mà tường nhà nứt hết các bạn chị. Đó các bạn chị nhìn thấy không? Nứt hết từ trên xuống dưới luôn. Bên tường bên này nữa. Rồi trên là phông gỗ trong tường nhà. Thì nói chung cái nhà này bây giờ ở chắc khả năng không ở, không dám ở nữa các bạn chị. Sợ chập chết. Và bây giờ lượng khói cũng đã bớt hết rồi, tắt lửa bớt hết rồi thì nhìn còn một bãi hoang tàn, thấy tôn không là tôn. Đấy, khủng khiếp của cái ngọn lửa chưa. Thì anh em vẫn đang tiếp tục dập lại những ngọn lửa cuối cùng còn sót lại cho tắt hẳn luôn nhé. Nhưng bây giờ thì cũng không còn gì để cháy nữa, nhưng mà cái trách nhiệm và ấy là phải dập cho hết, chứ nếu mà đang còn cái vật cháy nữa thì nó sẽ tiếp tục cháy. Nhưng bây giờ thì cũng còn gì đâu, quá trình còn lại bãi phế hoang tàn, chứ còn gì đâu. Khung sắt của xe ô tô và khung thép của nhà mái tôn chẳng còn gì cả. Đấy, bên kia lúc sáng là hàng xóm người ta khân được mấy cái phản này. Cái đồ đạc gì ấy thì lấy được một số hết cho anh chị. Bây giờ thì anh em đã bắt đầu gom đồ đạc ra xe rồi nhé. Đã hoàn thành xong việc dập lửa. Nhưng mà tiếc cái là dàn cứu hỏa này được ở gần thì khi bắt đầu mới cháy thì dập được giữ được tài sản thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì xa quá, đến dập được thì trong cái tài sản của ấy này chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại một bể bãi phế tàn thôi. Đây thì em đang đứng ở phía đằng sau cái nhà bên cạnh nhé, lúc vào phía đó các bạn chị.
vì à, chứ hai bên công an chặn đường thì không thể vào được. Em thì ở gần đây, em đường em chui đằng sau em đi luôn, quay cho bác chị cũng xem chứ. Còn công an nó không cho vào nữa, không ai vào đây mà quay phim nữa. Bây giờ các anh chị cùng xem lại cái kho lúc đầu chỗ vào nhé. Lúc đầu vào thì chỗ này khói mù mịt không thấy gì hết. Bây giờ thì lửa đã tắt rồi thì đã thấy rõ ràng rồi nhé. Và bây giờ thì cũng chẳng còn gì nữa các anh chị. Đấy. Sạch sần sần. Giặc lửa đi qua không còn gì cả. Chỉ còn sót lại những tấm tôn queo quắp nằm đang còn chưa sập xuống. Và đằng sau này thì một bãi nhựa. Đấy, bây giờ thì đã nhìn rõ hơn nhé. Lúc đầu vào thì đang nhìn mây mù với các khói nghi ngút, nhưng bây giờ thì đã quang không thấy khói nữa thì đã thấy rõ hơn. Đấy, vậy là đã sẵn đi lên xem cái vụ cháy ở kho phế liệu, thì cũng chia sẻ cho các anh chị cùng xem và rút kinh nghiệm nhé. Những ai ấy thì điện với các thứ thiết bị mà dễ cháy thì cẩn thận nha các anh chị. Nói chung chẳng ai biết được đâu, nhưng mà cũng hết sức cẩn thận, vì cháy khi cháy đi rồi thì thiệt hại kinh tế cũng rất lớn nhé. Thôi em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Em về nhà thôi.